Rồi, ngồi với bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ bạn nam giới thiệu về mình đi. Xin kính chào anh Linh. Dạ, chào em. Chào chị Tường. Rồi, chào bạn. Mình là Kiều, Phan Trung Kiều. Sinh ra này ở Tây Ninh. Tất cả này sống, chiến đấu, học tập thuộc Bình Dương. Kiều làm gì? Anh như là tự do. Tự do nhà làm vườn, rồi chạy xe. Nhà có xe dịch vụ, chạy xe. Làm vườn trồng gì? Trồng cú su, ở trên quê em là cú su. Giờ đang ở với ai? Em đã từng có gia đình, đã ly dị. Giờ ở mình với con. Có cháu nào chưa anh? Dạ có rồi chị Tường. Đứa 22, 14. Có xui rồi đó. Có xui luôn rồi. Ừ. Ủa vậy anh bao nhiêu tuổi? Đứa 22, đứa 14. Đúng rồi. Cha lớn dữ ta. Ừ, miền Nam giải phóng tôi được 5 tuổi. Vậy sinh năm 70. 70 chính xác, đúng 70. Em gái, giới thiệu đi em. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh. Em chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Thì em xin giới thiệu, em tên là Tuyết Nhung. Em gia đình em sinh sống tại Bình Phước. Còn em thì làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là chuyên viên điều trị chăm sóc các vấn đề về da tại thẩm mỹ viện Anh Thư. Mình là Bình Phước là chỗ nào em gái? Dạ Bình Long, Bình Phước á anh. Bình Dương lên Bình Long gần mà đúng không? 80 cây anh. Từ em lên tới Bình Long 80 cây. Dạ, đi được không? Được, đường tốt. Chạy xe mà đúng không? Đúng rồi. Có xe dạ. Mà lo gì, tiếng đồng hồ là tới hợp nơi lý. Rồi. Em giới thiệu một chút về bản thân. Dạ. Thì em là đã ly hôn cách đây 6 năm. Và em có hai con gái. Dạ, con gái lớn của em năm nay là 12 tuổi. Bé Út nhỏ của em là năm nay 7 tuổi. Rồi là con đang ở với mình hết hay sao em? Sau khi ly hôn thì em không được giành quyền nuôi tất cả hai bé. Thì bên nội nuôi một bé lớn, còn bên em là nuôi bé nhỏ. Lấy chồng cũng sớm nha. Dạ, em lấy chồng năm 18 tuổi anh Quyền Linh. Trời ơi, ham vui sớm quá vậy cưng. Ơi, em gái, em hãy nói cho bên đây biết được là em có những cái gọi là ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Có rất là nhiều ưu điểm. Khuyết điểm của em thì chỉ có một, đó là hát không hay thôi. Từ năm 16 tuổi em đã đi ra ngoài làm việc và sinh sống mà không phụ thuộc ba mẹ. Thì em hoàn toàn tự tin về bản thân mình. Anh trai. Trời có anh. Điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của mình là vui, mà tiếp cận rất dễ, gây tiếng cười. Có óc, đầu óc hài hước. Nấu ăn thì tuyệt vời rồi. Làm chồng thì nghĩ cất, chứ mình nghĩ theo mình nghĩ á, cũng tuyệt vời rồi. Nhiều tuyệt vời thế, lý do tại sao ly hôn? Mình thì hay là gãi là nguyên tắc quá. Là hoặc là quá khó khăn, hoặc là nói nhiều hay lo xa. Đại khái là như vậy, người ta không thích. Đó là cái điểm yếu của mình, đó là cái lỗi của mình. Cái quan điểm sống của mình là rất chuẩn. Nhưng mà tính là trẻ trâu. Vợ em đẹp lắm, người ta đẹp quá, mình không giữ được. Sống không được, 23, 25 năm rồi. Quá lâu rồi hả? Dạ đúng rồi, con 22 tuổi rồi. Như vậy là bên kia cũng đã nghe những cái khuyết điểm của anh ấy rồi đúng không? Dạ em nghe. Còn mình thì sao, em cũng có hai bé với nhau. Lý do tại sao mình phải ly hôn em? Mình không... Năm 18 tuổi á, thì em cưới anh thì hai người mới quen nhau 2 tháng thôi. Anh cũng lớn, anh sinh năm 74. Thì lúc đó em cũng không suy nghĩ gì hết, thì em cũng đồng ý cưới. Cưới xong thì khi mà cưới xong rồi về Hà Nội cưới một tháng sau á, thì em mới biết là anh trước đây là nghiện rồi. Chồng có nói là trước đây vậy, nhưng mà giờ anh bỏ rồi. Thì em cũng chấp nhận. Sau đó thì hai vợ chồng sống với nhau, con bé lớn, sanh bé thứ hai. Thì em mới nói là thôi ra riêng. Tại vì ở lúc đó là ở chung với gia đình chồng. Hai vợ chồng ra buôn bán được một năm thì bắt đầu chồng em nghiện lại. Em là buôn bán đi lấy hàng rồi đưa con đi học rồi nấu cơm, tất cả mọi thứ em làm hết. Chồng em chỉ có đi chơi, ăn cơm và đánh cờ đó. Thì rất lúc đó là mình biết là như vậy rồi, mình cố gắng vì con. Mình em chỉ nói là thôi giờ anh chỉ cần anh ngoan, anh đừng có đi chơi, đừng này kia, đừng có nghiện. Chỉ cần anh như vậy thôi, em làm hết, không sao hết. Bây giờ mình bỏ qua những điều đó đi, chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu. Rồi bây giờ nè, thôi vui lên đi em, cười lên ha. Em muốn một cái người sẽ cùng đồng hành với em trên chặng đường sắp tới như thế nào? Em muốn tìm một người thực sự chân thành và cùng chia sẻ với em cái niềm vui, niềm khó khăn, vui vui buồn trong cuộc sống. Đơn giản thế thôi ha. Anh thấy bên em đây ảnh cũng chân thành, thì mới nói ra tất cả điều đó. Em cũng như thế. Đó là để chút thôi mình gặp nhau đi. Hai người cùng cảnh ngộ. Rồi, đàn trai á, thấy đàn gái quá là xinh luôn. Xinh lắm. Khi em nghe cái hoàn cảnh của anh bên này thì em cảm thấy nó có phù hợp với mình không? Em có nghe anh nói là anh sống nguyên tắc thì em cũng nguyên tắc. Em cũng có cái khó của em thì hy vọng là tại mình lớn rồi, mình đã có gia đình rồi thì mình cố gắng để chia sẻ và hiểu được nhau. Thì mình còn quá trẻ, phải nắm bắt cơ hội ha. Chị cũng hy vọng như vậy. Chào anh. Chào chị Tư. Dạ. Bên đây thì thực ra phụ nữ á, người ta chỉ mong muốn tìm một cái người mà người ta có thể tin tưởng. Dạ đúng rồi. Để dựa vào được. Anh có làm được điều đó không? Phụ nữ chỉ cần cho anh chữ thật, lòng tin là được rồi.
còn bao nhiêu đẩy anh? Nhưng mà phân nửa bên đây á cũng đang có một con mà nhỏ hơn con anh nữa, thì anh có ngại khi mà không sao rước mẹ phải rước luôn con về không ở chung không? Mình đã từng có con, mình đã đổ vỡ thì mình ráp lại được nha. Đó là cả một vấn đề đã phải hiểu. Tường cũng hy vọng là hai người gặp nhau sẽ cảm thông được với nhau ha. Em gái, dạ em đi với ai vậy? Dạ em đi với em gái em ạ. Con chào chú Huyền Linh, con chào cô Cát Tường và chào các quý vị khán giả. Con tên là Phạm Thị Mỹ Linh, năm nay con 18 tuổi, con là em gái của chị Nhung. Dạ, theo con nhìn thấy thì anh rất là vui vẻ, hài hước. Hài lắm á, đụng rơ là anh chứ em cười bò luôn á. Dạ em nhìn em có thể thấy anh rất là hài nhưng hước. Nhưng mà còn hơi khiêm tốn, còn giữ mình dữ lắm đó. Anh có thể thật sự chân thành với chị em và yêu thương chị em. Thấu hiểu với lại những nỗi đau mà chị em đã chạy qua, tại vì đã một lần đổ vỡ nên là chịu rất nhiều thiệt thòi vì là con gái mà. Dạ. Anh nghĩ là cái chuyện đó được. Tụi anh như anh với chị là đã đồng cảnh ngộ rồi. Cảm ơn em ha. Anh trai đi với ai? Anh đi với chị. Chào chú Quyền Linh, chào em Cát Tường. Dạ. Chị là chị thứ tư trong gia đình của anh Triều. Triều ơi, chị thấy cái hoàn cảnh của em bên đây cũng giống như hoàn cảnh của em bên mình bên đó. Chị mong rằng sau cái buổi hôm nay thì hai em gắn khích lại nhau hơn chút nữa. Chị thấy em gái bên đây chị cũng hài lòng. Chị cũng có ý nghĩ cũng giống như em gái này, sống phải thật với nhau mới được. Điều đó là điều đáng quý nhất trong cái cuộc sống vợ chồng với nhau. Dạ, cảm ơn chị Tư. Chị có con đi không? Có con. Dạ con chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Con tên là Phan Thành Nguyên. Nếu mà ba con đi bước nữa với cô kế bên kia, con thấy thế nào? Con thấy cô bên đây thì cũng đẹp, khiến con hài lòng, rất hợp với bố. Con có thể kêu cô đó bằng mẹ được không? Dạ được. Bây giờ dạ, mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Nói trời, như đó rồi đó. Quan mở trọng. Rào rồi, mời hai bạn. Em chào em. Hôm nay quà tặng em rất cảm ơn anh tặng món hoa cho em và món quà này thì thực sự thì em đã có món quà tinh thần tặng cho anh, một bài hát. Đứng đó hát luôn, đứng đó nhìn nhau hát luôn. Người yêu của tôi ơi, coi tình ấm êm mặc cho mưa bão răng răng giữa đời. Tình yêu của tôi ơi, yêu người mãi thôi, xin chào người ngàn lời dịu êm. Tay hát tặng lại đi. Cái sở trường anh là cái trống cái máy rồi. Anh hát cái trống cái máy luôn hả? Ít thôi. Anh không đi tìm người yêu lý tướng ngọc ngà, người yêu đại ca cao sang, lụa là gấm nhung vàng son. Em không đi tìm người yêu lý tướng đâu anh. Ai em không đi tìm người yêu thấy đắm trăng hoa. Hết rồi, như đó thôi. Rồi, hai chị trở về chỗ ngồi đi. Hai người về chỗ ngồi đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện. So với tuổi tác thì anh đã may mắn rồi. Anh lớn tuổi rồi, anh 49 tuổi rồi. Anh nghĩ là trong muôn ngàn, đâu phải một hai người em đi cát em biết rồi, rất nhiều người. Anh đến với em đây là cái như là cái trang đầu, cái dòng đầu của trang đầu. Còn cả một quá trình dài lắm. Người ta thường nói là duyên nợ, nhưng mà anh không xài chữ nợ, mình xài chữ duyên. Tới hôn nhân, tới mình gặp nhau, anh cần chữ hợp. Anh với em đi tìm chữ hợp. Cái quan điểm trong hôn nhân của anh là gì? Thì nãy anh cũng nói là quan điểm hôm nay anh rất thoáng. Anh rất nguyên tắc. Nguyên tắc ở đây là nguyên tắc để tốt cho đôi bên thôi, chứ không phải nguyên tắc gò bó, không gia trưởng. Anh ghét gia trưởng lắm. Và em có một câu hỏi tiếp theo là nếu như em và anh sống cùng với nhau, khi con em và con anh, thí dụ con nít mà, nó có xích mích thì khi đó thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Con nít xích mích hay không, được hay không là do người lớn. Con em cũng như con anh, em cứ nghĩ là con em cũng như con anh và con anh cũng như em thì sẽ được. Và nó xuất phát từ sự mà yêu thương. Em thương anh là được hết, anh thương em là được hết. Tính anh là thích đẹp, thích trẻ, thích đẹp, lãng mạn, romantic em mới chịu. Yêu cái trẻ lắm, già rồi, nông dân nhưng mà thích trẻ, thích đẹp. Nhưng mà cái đẹp nó không có theo thời gian, mai mốt em cũng già, em cũng xấu rồi sao anh? Không. Đẹp đó, nó vừa đẹp bên ngoài, vừa đẹp tinh thần của bên ngoài. Yên tâm đi, em mà già anh cũng xuống lỗ rồi tôi. Quan điểm của anh là dạ. Đối với em thì trong bất kể trong hôn nhân, tình yêu hay là cuộc sống, thứ nhất là sống chân thành,
và phải có hiếu với gia đình. Nếu như hai anh chị về ở chung một nhà với nhau thì khoản kinh tế anh có sẵn sàng giao cho chị ấy hay không? Cái đó thì hai đứa phải san sẻ. Đừng nghĩ con mày con tao là được, làm chung, xây dựng chung. Bây giờ là anh em là miếng vỡ ráp lại. Cái vấn đề con rất quan trọng. Phần lớn là cái vấn đề mà bước thêm bước nữa là con rất quan trọng. Nhưng vấn đề kinh tế đó đủ. Ai sẽ là người quản lý? Tức là vợ để vợ quản lý rồi. Mình chỉ là đàn ông mà chỉ là mang tính tham khảo thôi. Nhưng mà anh nghĩ nếu chỉ cần thương là xóa được hết. Không, em thích rõ ràng cái nào ra cái đó. Cụ thể thì quan điểm ra thế nào? Thí dụ tiền bạc em giữ, nhưng mà thí dụ như anh xài gì, cái đó là vấn đề rất là... Em thực sự em nói rất là tế nhị. Em có thể cho anh bất cứ một cái gì đó. Em không thích một người đàn ông gia trưởng và tính toán và ích kỷ. Đúng, cái đó, anh ba có ghen cái chuyện đó. Đàn ông gia trưởng nói chung là không được. Nó gò bó gợi quá, nó khắt khe quá. Nhưng mà anh nguyên tắc đó, thành ra người ta nghĩ là anh gia trưởng. Tụi anh lãng mạn lắm. Nhưng mà em không lãng mạn, em rất là thẳng tính và rất là thực tế. À, nhưng mà thí dụ như về anh sẽ tập thực. Anh thường nói là cái bản chất anh không thay đổi được, nhưng bản tính anh thay đổi được. Anh có muốn cô ấy sinh cho anh một đứa con nữa không? Thôi đi em ha. Nếu mà tính đến giờ để mình đã có con, thành con chi nữa. Nhưng mà giải thích trong nít nha. Nhưng mà người ta thường nói là đứa con nó là kết quả thăng hoa trong tình yêu, anh nghĩ sao? Trong thâm tâm vẫn muốn có con. Thích con nít lắm, thích chăm con lắm. Em hỏi anh thôi chứ cái đó cũng là câu hỏi mà em hay suy nghĩ đó. Phía sau này. Dạ, cái lời của chị Cát Tường rất là đúng. Tại vì đứa con là kết nối tình yêu giữa hai người. Nếu như hai người không có cái sự kết nối đó thì em cảm thấy là nó sẽ... Em sẽ muốn sinh một bé nữa. Anh nghĩ cái đó là ưu tiên cho vợ. Đàn ông cái chuyện đó mình đỡ cực hơn đàn nữ. Nhưng mà anh để em quyết định. Anh nghĩ cũng đúng cả. Vấn đề chúng ta có đủ yêu thương với nhau để làm tất cả mọi điều còn lại hay không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Nào, để tay nút bấm đi các anh chị. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mời em gái. Lý do tại sao em gái không bấm? Dạ, em thấy quan điểm của anh và em không có được giống nhau. Đó là quan điểm của mọi người. Trên sóng truyền hình sẽ có hàng triệu người đang xem anh chị. Và có người sẽ bấm cho anh, có người bấm cho em ha. Rồi bây giờ anh chủ động giới thiệu về bản thân của mình, những cái thông tin cơ bản về bản thân mình, họ tên, ngày tháng, công việc, nghề quê quán nhé. Anh thì sinh năm 1985, đang ở Long An, nghề nghiệp sửa xe. Họ và tên? Lê Minh Khang. Lê Minh Khang 1985. Hiện tại anh đang ở đâu ạ? Ở Lô T 64, khu dân cư Tân Đô, Đức Hòa, Đức Huệ, Long An. Long An. Anh sửa xe này là tiệm của mình luôn hay sao anh? Ờ, tiệm em. À, là tiệm mình đã mở được bao lâu rồi? Anh mở mười mấy năm rồi. Mở mười mấy năm rồi, vậy sửa như vậy thì thường thu nhập trung bình của mình thì như thế nào ạ? À? Một tháng hả anh? Thì cũng mười mấy, 20 triệu trở lên. Ừ, rồi, ok. Anh Khang trước giờ mình đã từng lập gia đình gì chưa? Anh chưa em ơi. Vậy thì trước giờ anh trải qua mấy mối tình rồi? À vợ hả? Quên. Vợ thì anh chia tay được mười mấy năm rồi. À là đã kết hôn rồi đúng không? Kết hôn rồi, có năm mấy là chia tay, hai dòng chia tay. Ừ, ở hơn năm là chia tay, mình có con chưa anh? Chưa có em ơi. Rồi lý do làm sao mà mình lại chia tay? Ờ, tại không hợp nhau. Cụ thể giùm em đi anh ơi, không hợp ở điểm nào? Hả? Không hợp ở những điểm nào anh? Tại vợ anh ăn chơi dữ quá. Chưa có con, vợ ăn chơi dữ quá. Nhưng mà ly hôn là chính thức là ly hôn năm bao nhiêu? Anh nhớ cái ly hôn đấy cái đây mười mấy năm rồi. Năm 2013. Ồ, 2013. Rồi từ đó giờ anh có tìm hiểu ai khác không? Không em. Từ đó là không quen ai. Ừ, rồi sau này muốn đăng ký tham gia chương trình? À, tại vì anh mới mua nhà dưới Đức Hòa, dưới khu dân cư Tân Đô, Long An này. Tại ba cũng mới mất nữa, nhà neo người đó. Với cả lúc ông mất cũng có lỗi không là chưa có lập gia đình nhé, chưa có con để
Đó là cái trăn trở của ông lúc còn sống á, vì bây giờ muốn thực hiện nốt cho ông khi ông mất rồi, ông mất cũng được lần này cũng thất là thứ năm rồi, mới cúng buổi sáng. Coi như là muốn thực hiện cái ước nguyện của ông ha, có gia đình, có con cháu nối dõi đúng không? Đúng rồi em. Trời sao trước đó không kiếm đi, trước khi mà ba mất á, là ba có hối gì không anh? Thì tại anh cũng mới xây nhà dưới Long An này, khu dân cư Tân Đô này. Tại lúc trước anh cũng may đi may đó mà không ở một chỗ cố định nha. Cái lúc ấy tại anh cũng làm ăn thất bại hết lần đấy, lúc cái tiền bạc nó cũng khó khăn á, bây giờ thì cũng khỏe rồi, nhà cũng xây, có nhà cửa riêng rồi, tại giờ sống với mẹ ở dưới Long An này thôi. Cho nên là mua đã ổn định đồ hết rồi, sẵn sàng để cưới vợ đồ hết rồi ha. Đúng rồi em. Rồi bây giờ anh mong muốn tìm một người như thế nào? Giàu nghèo không quan trọng mà từ 35 đổ xuống. Ông biết sao là đối xử tốt hai bên gia đình vậy thôi. Rồi, người ta đã từng lập gia đình đồ cũng được ha anh? Cũng được, nhưng mà nếu có con thì có con gái cũng được đó, đừng có con trai nha. Con trai không được. Sao vậy? Sợ con trai nó làm sao hả hay làm sao? À? Sao không thích có con trai? Này khó lòng lắm, rồi sau này khó lòng lắm. Vậy đó hả? Trời, có con phải có con gái nữa. Ví dụ như là con gái thì được, nhưng con trai thì không được. Con trai không được. Mà con trai nó không ở với mẹ nó thì cũng được nữa. Rồi, ok. Còn yêu cầu gì về người phụ nữ này nữa không anh? Không ạ. Ở đâu cũng được hay sao, hay có yêu đặc cầu là phải ở Long An không? Thì giáp danh Long An này, Đức Hòa này. Dạ rồi. Anh có tài lẻ năng khiếu ca hát đồ được không? Đem gì em? Thì anh ca thì cũng được á. Rồi ca thử em nghe một đoạn chứ làm gì? Hỏi thì ca thôi. Thôi ngại lắm. Trời đất ơi, bây giờ nếu mà ngại không ca thì lên sân khấu là anh phải tự chuẩn bị gì đó để ca tặng cho bạn gái đó. Thì không được, anh lên sân khấu đi tiên. Rồi nhưng mà phải ca cho tụi em nghe trước rồi mới lên sân khấu ca đó. Cho nên là nếu mà mình được chọn vào vòng 2 thì sẽ có biên tập trao đổi thêm về nội dung với anh Khang ha. Để thứ nhất là mình chủ động chia sẻ, cởi mở hơn nha. Rồi chương trình cũng sẽ hiểu về anh và tìm cho anh một cái cô gái phù hợp nhất nha. Dạ rồi, em chào anh Khang. Mình cắt tin xong rồi anh. Dạ. Rồi anh chào em nha. Thì mình cứ tự tin chủ động chia sẻ nha. Đầu tiên giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Rồi mời em bắt đầu luôn. Em tên Đặng Trường An, em 23 tuổi, hiện tại em đang ở nhà phụ giúp gia đình thôi. Đặng Trường An, 23 tuổi, là em sinh năm 2000 hả? Dạ vâng. Quê em ở đâu? Quê em Vĩnh Phúc ạ. Là hiện tại em vẫn đang ở ngoài quê luôn? Không, em đang ở Bình Dương chị ạ. Là gia đình đã chuyển vào Bình Dương rồi hay sao em? Dạ đúng rồi chị ơi. Rồi ok, cụ thể với chị coi ở nhà là phụ giúp gia đình như thế nào? Nói chung là giờ em vẫn sắp tới em lên Biên Hòa, có một số việc em cần làm giải quyết trên đấy. Nói chung là cái vấn đề này cũng việc làm thì em cũng không nói ra được, nhưng mà nó liên quan đến cái mà quản lý hệ thống với lại kinh doanh nhỏ. Cụ thể là kinh doanh về gì em? Nói chung là thực phẩm á chị. Kinh doanh nhỏ. Là cái này là kinh doanh, là nhà em cũng trước giờ đã kinh doanh rồi đúng không? Chưa chị ạ, cái này em làm riêng mình em làm thôi. Gia đình trước giờ không làm chị ạ. Chứ hồi nãy em nói hiện tại là đang ở nhà phụ giúp gia đình, là phụ giúp việc gì? Ở nhà, ở với bà thì kiểu như là có gì phụ cái đó, nấu ăn rồi dọn dẹp đồ các thứ thôi à, chị cũng không làm gì nhiều. Rồi bây giờ còn trẻ 2000 này kia nè, rồi lý do vì sao mà muốn đăng ký tham gia chương trình? Dạ em kiểu như là em cũng muốn thử với lại xem, với lại tại giờ thời gian em rảnh, còn đợt trước em đi làm thì cũng không nhiều thời gian rảnh á. Để đi với lại em muốn xem lên đó xem có người phù hợp không. Là trước đó em làm công việc gì? Khoảng thời gian trước thì có một khoảng thời gian em làm editor, là làm dựng phim á. Rồi xong rồi sao chán dựng phim rồi hả, chuyển sang kinh doanh hả hay sao? Không, cái đợt đó là vào cái khoảng thời gian dịch á. Có khách với lại có nhiều biến cố quá nên em phải dừng lại. Ok, trước giờ em trải qua mấy mối tình rồi ạ? Trước giờ hả? Hai chị. Nếu rồi chia sẻ coi.
hai mối tình đó quen như thế nào, sao chia tay nè? Nói chung là cái mối tình đầu tiên ấy thì là cái hồi còn 16 tuổi thì lúc đó quen thì cũng như bao tình yêu của tuổi trẻ thôi. Thì cái đợt đấy thì quen một thời gian xong rồi vì lý do lặt vặt mà chia tay à. Mối tình thứ hai ấy thì yêu cũng được 1 năm trời xong rồi em đi lính ấy thì chia tay. Thì người ta thì mới ở nhà thì chia tay thôi, đơn giản nó vậy thôi. Rồi, ok. Em có tài lẻ hay năng khiếu gì không? Nói một xíu về bản thân em đi. Tài lẻ thì em có nhiều ạ, đi đón thì em cũng biết ít, sửa wifi em cũng biết, nói chung máy tính em cũng biết, điện thoại em cũng biết một tí, nói chung là sửa mấy cái lặp vặt về phần mềm á. Với lại giao tiếp thì em cũng thuộc dạng ổn, không phải quá xuất sắc nhưng mà nó thuộc dạng ổn, với lại nắm bắt mấy cái linh tinh tốt. Linh tinh là cái gì em? Trend chiếc đồ hay sao? Đúng rồi, kiểu như vậy. Với lại nó cũng kiểu kiểu như thế, với lại mấy cái kiểu như mấy cái vấn đề nhỏ nhỏ người ta gọi là tinh tế nhưng mà em chưa tới mức tinh tế nhưng mà em nắm bắt được. Em có ca hát đồ được không? Thể hiện cái gì về năng khiếu nghệ thuật đồ được không? Nghệ thuật thì nếu mà như 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 nói thì em chỉ quay dựng với những cái góc máy mà kiểu như là quay về quay phim á, nó cũng về nghệ thuật thì em chỉ thế thôi. Vẽ vời ca hát thì em cũng, ca hát thì không được nhá, là em thuộc dạng kém, còn vẽ thì em biết chút chút. Rồi bây giờ em mong muốn tìm cô gái như thế nào? Như con gái là được chị Miễn là con gái là được hả? rồi, Xấu đúng rồi. đẹp, cao thấp, mập ốm như nào cụ thể cho chị coi, chứ con gái trong chương trình nhiều dữ lắm. Cứ bình thường, không quá mập là được. Đấy, không nói chị lại chọn cho một cô 80 kg cũng là con gái. Không quá mập rồi, còn gì nữa? Tuổi tác, vùng miền ở đâu thì được. Tuổi tác thì xem cỡ em mà vùng miền chỗ nào cũng được. Là em có chấp nhận quen người lớn tuổi hơn không hay sao? Lớn tuổi trong giới hạn khoảng là 2 đến 3 tuổi tầm đây. Lớn hơn 2 đến 3 tuổi rồi, có yêu cầu gì đặc biệt về cô này nữa không để phù hợp với em á? Không chỉ thế thôi. Rồi có phải về cưới về phải làm dâu không hay sao, em có yêu xa được hay là không? À mấy cái đấy là gia đình em cũng là gia đình mở nên mấy cái đấy nó không quan trọng lắm. Rồi ok. Thì hôm nay chỉ là cái buổi cát đầu tiên thôi ha An. Nếu mà em được chọn nè và có cái cô gái phù hợp thì chương trình sẽ thông báo sớm cho em, và nếu mà mình được chọn trong chương trình là cực kỳ có duyên luôn á, thì mình cố gắng mình sắp xếp tham gia nha. Quan trọng phải có người phù hợp đã, còn cô gái ở trong chương trình thì rất là nhiều, không phải là ai cũng ghét được với nhau nha. Dạ, em cảm ơn Ừ, chị. rồi ok, mình cắt xong rồi đó An, Rồi, bye bye ở được rồi ha. Ừ chào em. chị. Bye chị.